Hello các bạn. Em lúc nào cũng cảm ơn, muốn nói lời cảm ơn đến các bạn đã luôn luôn ủng hộ cho em trong những suốt thời gian qua. Thì những cái lời tri ân, những cái ân huệ đó là các bạn đã đóng góp vô trong những cái YouTube của em thì em rất cảm ơn. Và cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ cũng như là đã đăng ký cho cái kênh YouTube của em. Em cảm ơn nhiều lắm. Hôm nay hình như là ngày đầu tuần thứ hai rồi. Thì bên đây thì hiện tại thì thời tiết không có ánh nắng. Hôm nay thì trời hui hui thôi, chứ không đến nỗi nào mà nắng đẹp giống như mà mấy bữa trước. Hồi sáng này, không phải hồi sáng mà hồi nãy, cách đây khoảng độ 1-2 tiếng đồng hồ thôi, em có coi một cái clip của thầy bên năm chú tiểu nhơ nhóm bồng lai đăng lên về bao công mà lý luận với lại thầy Hoài Nguyên đó, rất là cực kỳ dễ thương luôn. Đúng là Pháp Tâm là một người tuổi trẻ, còn rất là trẻ, nhưng mà có một cái tính tình rất là chững chạc, cách nói chuyện rất là lanh lẹ và giống như là một ông cụ non vậy đó. Các bạn có coi chưa? Nếu như mà chưa coi á thì hãy vào coi nha. Cái clip đó hình như là mới đăng đây cách đây khoảng 5 tiếng thôi. Đăng là chắc hồi sáng này, thì bây giờ mới coi. Thì khi mà thầy coi Pháp Tâm lúc mà thầy Hoài Nguyên quay cái đôi dép tổ ong của Pháp Tâm á, em lại nhớ chực. Tớ là lúc mà tháng 7 vừa rồi đó em có về Việt Nam. Thì fan của em á có tặng cho em rất là nhiều dép tổ ong đủ thứ màu hết. Màu cam, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, nói chung là đủ màu đó, khoảng đâu một chục đôi. Em rất là cảm ơn những người fan đã tặng em cái dép tổ ong vừa qua. Khi mà nhìn tới cái dép tổ ong đó thì em mới nhớ tới là những cái đôi dép tổ ong mà các fan tặng cho em lúc trước. Em vẫn còn để cất kỹ để mà làm kỷ niệm đó. Thường thường mấy cái vật đồ mà các fan tặng cho em á thì em đều giữ làm kỷ niệm hết, chứ không có kiểu như là vứt bỏ. Em rất là chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm, các fan của em lúc trước nhiều lắm. Thì nhắc lại tới Pháp Tâm rất là dễ thương, cái cách nói chuyện rất là khôn ngoan, các bạn có thấy không? Khi mà ví dụ như mà thầy Hoàng Nguyên kêu ngồi xuống thì Pháp Tâm cũng phải xin phép thầy Hoàng Nguyên cho phép để ngồi xuống, chứ không phải là mình kêu ngồi cái là ngồi đâu. Mà cái cách thức mà dạy mấy đứa trẻ như vậy đó, em rất là khâm phục thầy Hoàng Nguyên rất là tài giỏi. Chỉ vì hai nước khác nhau xa quá. Nếu như mà tỉnh thất mà nằm ở Mỹ đó, hoặc là em ở Việt Nam đó, thì em đã dẫn con em tới cho thầy Hoàng Nguyên dạy. Thì thầy Hoàng Nguyên rất là chu đáo, rất là tài giỏi, tài ba, chứ không phải là dở đâu. Những người mà không có tài đó là không thể nào mà dạy được mấy đứa cháu lễ phép như vậy. Cái gì cũng xin phép hết, các bạn thấy không? Đi thầy Hoàng Nguyên kia lấy dép cũng xin phép thầy cho được phép đi lấy dép, ngồi xuống cũng phải xin phép, và đi kêu lấy chôm chôm ăn thì cũng phải đi lấy chôm chôm mà cũng phải xin phép và hỏi thầy muốn ăn bao nhiêu trái nữa nha, chứ không phải kêu đi cái là đi đâu. Phải hỏi tức là từng cái chi tiết đó cho biết là tỉnh thức bồng lai đó, dạy mấy đứa nhỏ rất là nên người, nhất là những cái câu trả lời của Pháp Tâm á, rất là dễ thương, rất là khôn khéo, khôn ngoan lắm. Không phải đứa con nít nào cũng làm được những cái chuyện đó đâu nha. Cho nên trong chùa rất là lễ phép, mấy bé trong đó rất là lễ phép lịch sự. Khi nào các bạn nào mà có ở, thí dụ như mình ở đâu xa đó, có về Việt Nam á, thì hãy ghé thăm năm chú tiểu một lần. Vì năm chú tiểu rất là đáng để mà mình được yêu thương. Họ rất là lanh luôn. Em từng tuổi này nói chung là chưa bao giờ gặp những người con nít nào mà lễ phép khôn ngoan, kể cả những gia đình đại gia luôn. Em có tới những gia đình đại gia rất là giàu có nha, nhưng mà con cháu á chưa có chắc là lễ phép được như vậy. Ví dụ như là tới mình có khách tới đi thì cùng lắm là cha mẹ kêu chào chú đi con, chào anh đi con hay gì đó, vân vân, thì họ mới chào, chứ không phải là mình bước vô nhà cái họ chào liền.
là mấy gia đình này là gia đình có tiền đó nha, rất là giàu luôn nha, gia tài phải trên phải nói là hàng trăm tỷ chứ không phải là ít đâu, nhưng mà họ không có được lễ phép giống như là năm chú tiểu. Cho nên em thấy á, em uống chút xíu cà phê. Cho nên em thấy thầy Hoàng Nguyên á rất là tài giỏi. Sẽ có ngày em về đó, em sẽ mời thầy một buổi cơm chay. Thì hy vọng là tới lúc đó thầy rảnh. Tại không phải lúc nào mà mình tu là mình cũng rảnh đâu. Mình nhiều khi mình cũng phải bận cái công việc hàng ngày của mình nữa. Chứ không phải là mình vô chùa mình tu là mình vô tỉnh thất tu là mình rảnh. Nhưng mà tóm lại đó là tỉnh thất đó là những người mà thầy tu tại gia, chứ không phải là một cái chùa. Mình ở đâu bất cứ chỗ nào cũng vậy, mình thờ Phật, mình có quyền tu tại gia. Chính nhà em cũng có thờ Đức Phật Thích Ca, chứ không phải không có thờ. Cái Đức Phật Thích Ca đó là do chính thầy sư phụ Minh Hạnh tặng cho em. Em thỉnh về từ nhà sư Minh Hạnh. Và cái tượng Phật thứ hai đó là thầy cũng tặng em lúc mà cái clip mà em tới vườn đó, cái tượng Phật mà nhỏ nhỏ vậy nè, đó là sư phụ Minh Hạnh cũng tặng cho em. Và cũng có một kỳ em có duyên em gặp sư cô nào ở bên Việt Nam qua tên gì em quên rồi, cũng rất là nổi tiếng mà em quên tên rồi. Rồi tặng cho em mấy viên xá lợi. Mấy viên xá lợi đó là sư cô đi ở bên Miến Điện đó, sư cô thỉnh. Và em có duyên được sư cô tặng những cái hạt xá lợi đó. Em để đến bây giờ. Xá lợi đó là xá lợi Phất. Rất là đẹp, nhìn nó giống như một cái viên nhỏ xíu vậy nè. Em nghĩ cái đó là cái duyên của em mới được thỉnh được cái xá lợi. Không phải đâu, không phải là Phật tử nào hoặc là ai đó đều thỉnh được xá lợi Phật đâu. Mình phải có duyên mới được. Thì giống như là em bị ợ hơ, thông cảm giùm em nha. Thì giống như là mấy người mà ở trong tỉnh thất đó cũng vậy, không phải ai muốn tới được tỉnh thất là tới đâu, là phải đủ duyên. Bất cứ cái gì cũng vậy, mình đủ duyên thì mình sẽ gặp, mình không đủ duyên cho dù mình gặp trước mặt đi nữa mà vẫn không thấy. Cái đó là người ta gọi là hữu duyên thiên lý năng thương ngộ gì đó, năng thương ngộ gì đó em quên rồi. Thì vô duyên đối diện bất tương phùng. Thì cái đó là những cái câu mà người xưa hay nói, là những câu đó đó. Ý nói là mình có duyên thì mình đi đâu mình cũng gặp, còn mình không có duyên á, đứng trước mặt cũng không thấy. Cho nên lúc mà em coi xong cái clip mà của Pháp Tâm nói chuyện đó, em rất là hâm mộ. Nói chung là từ trước tới giờ, từ hồi ngày mà em gặp năm chú tiểu tới giờ rồi, thì đã rất là hâm mộ cho tỉnh thất. Và cho dù ai nói xấu, nó nghiêng, nó ngã, nó tới, nó lui, nó xuôi, nó ngược, nó dĩ dãng, môi mắt tùm lum hết, em cũng không tin. Vì mình chỉ tin những gì mà mình thấy được hiện tại và tương lai. Còn cái quá khứ thì mình không cần thiết phải để ý tới. Khi mà mình để ý tới cái quá khứ á, thì nó lại ảnh hưởng tới cái lòng tin của mình, đúng không? Cho nên á, mình khi mình đi học cái gì cũng vậy, mình đi học á, là mình học thầy giỏi, chứ mình không phải đi học cái quá khứ của ông thầy. Ví dụ như ông thầy hồi xưa là ổng là tướng cướp, nhưng mà ổng bỏ đồ đao xuống lập địa thành Phật, thì ổng dạy những cái điều tốt cho mình. Thì cái hiện tại là ổng dạy ra, đào tạo ra rất là nhiều thầy học sinh giỏi. Không lẽ bây giờ mình muốn học cái nghề của ổng là giỏi, mà mình thấy cái quá khứ của ổng là học từ một tên tướng cướp, cái mình không đi học, cái đó là cái sai rồi. Mình phải học những điều tốt của người đã kinh nghiệm trải qua, chứ mình đừng có học những cái điều mà người ta nói về quá khứ của những người đó, là cái đó là không có nên. Nói tóm lại thì Pháp Tâm rất là dễ thương, quý lắm. Sau này chắc có lẽ là sắp sửa rồi đó, sau này sẽ có một cái thời gian em sẽ về và em sẽ đến trao tiền cho năm chú tiểu. Cái mà thách thức danh hài đó thì có lẽ là sắp sửa, hình như là nghe nói là tập 12 hay là tập 15 gì đó là sẽ phát sóng, chắc là tập cuối đó là sẽ phát sóng, chứ không có cắt bỏ nha.
nhiều khi có lờ đồ mà trên cộng đồng mạng á, họ nói đó thì chỉ là để cho mình chú ý vô cái những cái video clip của họ thôi, chứ thực sự ra thì muốn cắt một cái phim đã quảng cáo hết rồi, muốn cắt bỏ một cái phần nào đó, một phần cuối, phần hấp dẫn đó, thực sự ra là rất là không phải là cái chuyện mà ai cũng có lại làm được chuyện đó. Thì khi mà mình nghe những cái tin tức gì ở trên mạng, nhất là những cái kênh mà nó nói mà những cái chủ đề mà hay nhưng mà trong đó nội dung nó tào lao không á, thì những cái đó là những cái kênh mà cũng như là câu view để mà mình vô mình tò mò, mình vô mình coi thôi. Cho nên khi mà mình coi cái kênh gì thì mình phải coi những cái kênh gì mình yêu thích, chứ mình coi lộn xộn. Tại vì nhiều người ngày nay suy diễn, người ta nói cái cốt truyện này, người kia nói cái cốt truyện kia, hoặc người này nói cái cốt truyện nọ, mình nhập vô thì mình sẽ bị tẩu quả nhập ma, mình sẽ không biết được cái nào là sự thật, cái nào là giả dối ha. Cho nên bây giờ cộng đồng mạng á, có nhiều tin tức nó không có chính xác. Thì nói chung, nói tóm lại đó, thì em rất là hưởng mộ thầy Hoàng Nguyên, mong sẽ có một dịp nào đó sẽ thọ giáo với thầy về cái cách giáo dục rất là hay. Em sẽ cái học hỏi thầy cái điểm đó, thầy rất là tài giỏi. Em thì không có khả năng đó, em không có khả năng đó. Bảo đảm rất là nhiều người không có dạy được con cháu mình được như lễ phép lịch sự như vậy. Thì giống như hồi nãy em có nói rồi, giàu cách mấy em cũng có gặp, cũng có tới nhà tới thăm, và nổi tiếng cách mấy em cũng có tới em thăm. Nhưng mà cái phép lịch sự đó thì không có. Cái xã hội bây giờ đó mà mình muốn đào tạo những cái đứa bé mà có một cái lễ phép lịch sự như vậy, nó không phải là dễ nha các bạn. Thì các bạn nào mà chưa xem cái clip mà Pháp Tâm nói chuyện với lại thầy Hoàng Nguyên đó, thì hãy vào xem nha. Cái là xem bên kênh của năm chú tiểu nha, Tỉnh Thức Online, năm chú tiểu nhóm online nha. Thì những cái kênh đó, những cái kênh đó mới là cái kênh chính thức. Còn những cái kênh kia thì nhiều khi họ nói ra nó vô, nó thêm nó bóng nó gió để mà dàn pha hay cái này đó thì không biết. Và một lần nữa, khi em thực tình em rất cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ cái kênh YouTube của em. Thì những người nào mà không thích coi đó, không thích xem á, thì đừng có vào xem nha. Khi mà xem rồi thì đừng có bình luận chửi này chửi nọ. Thì những cái thứ đó là mình em không có thích nghe. Giống như em đã nói rồi, mình là Lý Thông, mình nghĩ người khác cũng là Lý Thông. Mình thạch xanh, mình nghĩ người khác cũng là thạch xanh. Giống như là suy bụng ta ra bụng người, cho nên mình đừng có nghĩ cái những cái chuyện đó không có tốt đâu. Mình không thích thì thôi, mình đừng có xem. Chứ mình đừng không thích cái mình vô mình chửi này chửi nọ, hay mình nói này nói nọ, thì nó sẽ là không có hay lắm. Không có hay cho cái cảm giác của cái người bị nói đó, thì rất là buồn. Bạn đâu có được chịu. Nếu như mà bạn có căng tu á, thì bạn sẽ nhịn được. Còn bạn mà không căng tu á, thì bắt buộc bạn phải sân si lên. Nhưng mà có nhiều người cũng có bình luận vô chửi, nhưng mà em cũng đâu sao đâu, em cười. Vì em biết họ không có hiểu được em. Thì những cái chuyện đó là cái chuyện mà dư luận thị phi của thiên hạ, của cộng đồng mạng bây giờ thôi. Bắt buộc mình làm YouTube thì mình phải bị nghe người ta chửi ha, mình phải bị người ta chửi. Nhưng mà cái số lượng chửi thì rất là thấp, vì những người đó cũng có thể, những người YouTube khác họ tạo cái account, họ tạo cái tài khoản đó là chửi mình thôi, chứ không phải là cái người bình thường coi YouTube mà chửi mình. Cho nên bây giờ cái xã hội bây giờ nó rất là nhiều cạnh tranh. Cho nên nếu như mà các bạn mà em có mất lòng ai đó thì chắc bỏ qua cho em xin lỗi nha. Và nếu như mà không thích coi cái xem clip của em á thì đừng có xem. Mà như xem rồi á thì đừng có chửi buồn lắm, thấy không? Em cảm ơn các bạn nhiều lắm, và luôn luôn ủng hộ cho cái kênh YouTube của em. Em mong rằng các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho Tỉnh Thức Online giống như năm chú tiểu ở Tỉnh Thức Online nha. Các bạn mà thích xem cái clip của em thì hãy đăng ký để mà theo dõi những cái video clip kế tiếp. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm đã lắng nghe, bỏ thời gian ra lắng nghe em nói chuyện về năm chú tiểu, về Pháp Tâm rất là dễ thương. Cái kỷ niệm mà nhớ nhất á, là em thấy cái đôi dép mà tổ ong của Pháp Tâm mang á, là em nhớ tới những người fan của em lúc trước tặng cho em lúc là tháng 7 vừa rồi em về. Thôi, em cảm ơn các bạn nhiều lắm, và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nhé. Bye bye.